xin bên chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghiện truyện trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau theo dõi diễn biến của một câu chuyện rất hay và đang trong những diễn biến cuốn hút mặc dù ở ngay trong tập đầu tiên thôi truyện người từ tù đặc biệt trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nghiện truyện cũng như là cho đình duy xin một like một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 2 Người tự tù đặc biệt qua giọng đọc Đình Duy. Dũng đưa Kiên về nhà và nói qua cho Kiên biết những công việc sẽ tiếp tục như thế nào. Bắt đầu từ tuần sau, Kiên sẽ đi cùng Dũng để biết cách thức làm việc. Với Kiên, đấy là điều mà Kiên thích nhất Đúng thật, khi con người ta chưa biết về giá trị đồng tiền, thì con người sẽ thờ ơ với chính nó. Nhưng khi cuộc sống bon chen, bắt con người phải chấp nhận đối mặt với đồng tiền, thì chính đồng tiền làm con người phải khát khao có được nó. Chính vì thế, lúc này Kiên bắt đầu thay đổi để biến mình thành một cỗ máy kiếm tiền. Một cỗ máy thực sự, như chính công việc của Kiên vậy. Ngày đầu tiên Kiên cùng Dũng đi làm việc. Dũng bảo Kiên và đưa cho Kiên một cục tiền khá lớn. Cả hai ngồi ở nhà Cường và nói chuyện. Cường xuống nói chuyện với cả hai. Hôm nay Dũng và Kiên lên thành phố, vào sới bạc của Hùng Chó nhé. Với số lượng tiền này, Kiên và Dũng cứ thoải mái đánh bạc. Nhưng nhớ là phải đánh bạc, chứ không tiêu vào việc gì. Cố gắng phải thắng, thua thì thôi. Thắng thua ở đây không quan trọng. Còn Kiên, nếu xong việc đến thẳng nhà chú nói tình hình nhé. Còn Dũng không phải qua, cứ làm những việc mà chú đã trao đổi trước. Kiên cười thầm trong bụng. Sao một công việc như vậy mà đơn giản thế thôi? Liệu có gì không? Chưa đánh bạc. Nhất là sóc đĩa thì có gì đâu mà phải học. Kiên buồn cười định hỏi Dũng. Nhưng nghĩ lại, có hỏi cũng chả giải quyết được việc gì nên cùng Dũng chuẩn bị lên thành phố Nam Định. Mục đích đầu tiên là vào sới bạc của Hùng Chó. Một trong những trùm xã hội đen ở Nam Định. Chuyên bảo kê cho việc mở các sòng bạc và bảo kê khai thác khoáng sản hùng chó nổi tiếng với những phi vụ đánh bạc trên sông những loại khách của hùng chó luôn được phân ra làm nhiều tầng lớp nhưng cơ bản chỉ chia ra làm ba loại loại đầu tiên là tầng lớp tiểu thương có tiền để đánh bạc loại thứ hai là quan chức nhà nước có tiền đi đánh bạc và loại cuối cùng là những thành phần khác không rõ lai lịch nhưng được sự giới thiệu của người quen để đi đánh bạc lúc này kiên nằm trong loại được sự giới thiệu của người quen để đi đánh bạc hôm nay ăn mặc trình thề quần áo gọn gàng kế đi cùng Dũng lên thành phố Nam Định để vào sới. Sới này hôm nay được hùng chó bố trí nằm ở khu khá biệt lập, ở con phố Hàng Cao, gần bờ sông. Đúng như đã hẹn, Dũng chỉ đưa Kiên đến đầu đường và căn dặn Kiên một số việc. Điều quan trọng là Dũng giới thiệu Kiên để Kiên được vào sới bạc. Kiên làm như đúng những gì Dũng nói, đóng vai một người đi đánh bạc, mà Kiên đi đánh bạc thật, chứ có giả đâu. Sau khi xác nhận là người đã được giới thiệu, đám chim lợn của hùng chó cho kiên qua vòng bảo vệ ban đầu để vào vòng trong của chiếu bạc kiên quan sát ở xung quanh lúc này là toàn hàng nước ở ven đường xa xa một số cánh xe ôm đỗ đợi khách nếu theo những gì dũng nói thì toàn bộ những người ở khu vực đấy đều được hùng chó trả công rồi tất cả đều có nhiệm vụ cảnh giới cho hùng chó nếu có bất kỳ động tĩnh nào là truyền tay nhau để giải tán giới bạc còn thông tin với nhau chủ yếu bằng ám hiệu một tuyến phố ngắn nhưng có rất nhiều hàng nước buổi tối do vậy hiệu lệnh ra hiệu với nhau chủ yếu bằng ám chỉ của tay những con bạc đến được xác định để phương tiện ở một nơi khác và đi bộ đến đấy kiên cũng thế lững thững bước vào khu vực dành cho các con bạc đang sát phạt nhau bên ngoài có rất nhiều bảo vệ thuộc dân xã hội sau khi kiểm tra cụ thể kiên kiên được bỏ đánh bạc chỉ có điều bọn bảo vệ ngờ ngợ kiên do kiên còn trẻ quá mặt ngu ngơ nên chúng có vẻ ngờ ngờ Thường thì những con bạc đến đây để khát máu. Toàn các thành phần lão làng đã bươn trải cuộc sống. Nhưng đằng này kiên lại khác, ngô nghê. Nhưng vị có giới thiệu nên bọn chúng không để ý lắm. Dù sao cũng là một con bạc, mà con bạc nào mới đầu trả như vậy đều ngô nghê cả. Có ai là danh mãnh được ngay đâu. Chỗ đánh bạc là một nhà hai tầng, diện tích khoảng 200 mét vuông. Chúng được đấu thông các nhà với nhau. Số người trên chiếu bạc khá đông, kiên không để ý hết nhìn thấy các chiếu riêng kiên chọn cho mình một chiếu đánh sóc đĩa vì dù sao đầu tiên là dũng bảo chỉ cho đánh sóc đĩa ngồi vào đánh sóc đĩa có khá nhiều người xung quanh nhà cầm cái là chủ sòng lúc này kiên bắt đầu để ý đến cách người ta đặt cửa ngồi nhìn một lúc kiên đặt đại cho mình một cửa với số lượng tiền nhỏ vì chiếu bạc này chỉ dành cho các con bạc nhỏ nên chủ yếu dùng tiền mặt đặt tại chỗ chứ không quy đổi lần đầu tiên kiên đã trúng kiên gieo lên sung sướng và canh bạc đỏ đen bắt đầu đến với Kiên. Thua và thắng trong một thời gian. Chỉ trong gần một tiếng đồng hồ, Kiên đã thua hết số tiền mà Cường đã đưa. Không còn cách nào, Kiên đành đứng dậy khỏi chiếu bạc. Chỉ có điều Kiên để ý những con bạc vẫn tiếp tục lao vào để sát phạt nhau. Tiếng cười, tiếng hét sung sướng, tiếng nói ầm ĩ vang cả khu vực. Còn Kiên, mặt bần thần, đi ra khỏi nơi đánh bạc. Kiên đi bộ ra khu vực gần bờ sông, ngồi đấy để đợi dụng đến đón thấy lâu quá không thể dụng đến kiên vội bắt xe ôm đi thẳng về nhà cường kết thúc một buổi đánh bạc đây là lần đầu tiên kiên đi đánh bạc thực sự vì mọi lần ở các hội làng xã thanh niên làng luôn tổ chức đánh bạc kiên chỉ nhìn vì không có tiền tham gia lần này với số lượng tiền khá lớn với số tiền đấy kiên có thể nuôi hai em ăn học cả năm nuôi cả gia đình kiên nhưng chỉ với một tiếng đồng hồ thì đã không còn có thắng có thua thế mới biết con người khi đã ngồi vào chiếu bạc thì cái cảm giác đỏ đen đã lấn át ý thức để từ đó họ không còn lý trí và tỉnh táo khi tham gia những canh bạc đỏ đen đấy anh xe ôm đưa kiên đến nhà cường kiên xuống xe và gõ cửa cảm giác đợi cường ra mở cửa nó làm kiên hơi ngại chưa bao giờ kiên rơi vào trường hợp như thế này kiên suy nghĩ mãi tại sao cường lại cho kiên một khoản tiền lớn thế để đánh bạc mà không yêu cầu thắng hay thua cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó chắc chắn có điều gì uẩn khúc tại đây. Mà sao giờ này không thấy Dũng đâu cả? Nó bỏ bom kia ở đấy giờ bật tâm, để đến bây giờ một mình Kiên phải đi về. Đang đợi người mở cửa thì bỗng Kiên thấy Dũng ra mở cửa. Nhìn thấy Kiên, Dũng cười vui vẻ. <cười> tao đợi mày ở nhà chú Cường lâu rồi, Được mày về sớm hơn mức tao tưởng. Lúc đầu tao đoán mày trụ cùng lắm đến 30 phút. Ai dè, được những một tiếng đồng hồ. Thế là ổn rồi đấy. Thôi, cứ vào nhà đi. Chú Cường đang đợi mày ở trong đấy. Kiên đang định mắng thằng Dũng. Nhưng chưa kịp mắng thì nó đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp khi nghe nó nói. Kiên lo lắng. Không rõ Cường sẽ nói gì với Kiên. Vào phòng khách, thấy Cường đang ngồi uống nước ở trong. Kiên vội vàng chào Cường và lặng lặng ngồi xuống gần đó. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 10 giờ tối rồi. Cường thông thả rót nước mời Kiên và nói. Thế nào cháu? Thua hết rồi hả? Hôm nay cháu đánh bạc. Thì cháu để ý thấy được những điều gì? kiên kể lại tất cả những chi tiết khi kiên bắt đầu vào sòng bạc của hùng chó cho cửa nghe nghe xong cường cười nhẹ nhàng và nói hôm nay chú muốn cháu thử đánh bạc xem độ khát máu đánh bạc của cháu như thế nào bản chất sự việc nó nằm ở chỗ đấy khi bắt đầu vào sòng bạc cháu quan sát thấy họ bố trí các chiếu bạc không tuy nhìn hỗn độn nhưng đều có chủ ý cả đấy không phải tự dưng đây chỉ là một chiếu bạc nhỏ chưa phải lớn nếu lớn còn phải bố trí nghiêm ngặt hơn từ những chim lợn phục vụ vòng ngoài đến những cá gỗ ngồi trong nhất là những người cầm cái tất cả đều có một hệ thống đồng bộ không thiếu một ai nếu thiếu coi như chiếu bạc đó bỏ đi ngoài ra trong chiếu bạc còn có cả những chim mồi với nhiệm vụ câu khách và mời khách chủ yếu là phụ nữ hoặc những con bạc giả đóng làm cho tăng phần sát phạt của con bạc <laughs> nhưng tất cả đều không bằng thằng cầm cái cháu ạ thằng này gần như là quyết định sống còn của chiếu bạc như cháu thấy đấy Chúng dùng cái bát và con cái đặc biệt đấy. Không tự dưng lấy ở ngoài đâu. Con cái thực chất hùng chó đặt riêng cho những sòng bà quán. Tất cả đều dùng chung một loại. Thực chất nó là một đồng xu đúc khá cầu kỳ, nhưng trong ruột là rỗng. Ruột chúng nó cài vào trong đó mạt sắt để có độ bắt dính ở bát cầm. Mạt sắt có tác dụng một như một lực hút nam châm để biến đổi cách hô cái. Và cái bát của người cầm cái quyết định yếu tố thứ hai cho chiếu bạc đó khi cân chiếu bạc mà cảm thấy ổn thì người cầm cái lắc lên và theo kinh nghiệm con cái sẽ sấp hay ngửa đều do người cầm cái nên gần như kết quả đều có sự tính toán hết rồi mọi hình thức bên ngoài do ngụy trang thành mà thôi chứ không có thật như là đánh bạc đâu kiên ngạc nhiên nghe cường nói cảm giác của kiên lúc này là sợ cường sao cường biết rõ thế nếu biết rõ thế sao cho kiên đi đánh bạc kiên thắc mắc và hỏi lại thế có nghĩa là bịp bợm hả chú? Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Kiên, Cường ti tỉ cười và nói. <cười> Thế cháu tin là thật sao? Cờ bạc thì làm gì có thật? Không bao giờ người ta gọi sự thật trong chiếu bạc cả. Đấy chỉ là những trò bịp bợm mà thôi. Nghệ thuật của nó chính là sự bịp bợm. Bịp bợm làm sao cho giống như thật. Càng giống thật thì càng chứng tỏ rằng bạc đấy có giá trị. Như cháu thấy đấy, một chiếu bạc mở ra còn có bao nhiêu là người ăn theo. Từ các chim mồi, chim lợn, rồi đủ các thành phần nuôi chúng. Ngoài ra còn phải trung chi cho chính quyền để tồn tại nó ngay trong lòng thành phố. Những lợi nhuận đấy không nhỏ cháu bạn. Một con số khổng lồ hơn mức cháu tưởng tượng đấy. Với số tiền mà chú đưa cho cháu, đối với cháu là nhiều, nhưng khi mang đi đánh bạc thì trả được bao nhiêu. Thế nên để con bạc còn có thể tiếp tục đến đánh bạc thì phải có nghệ thuật. Khi nào cháu làm chủ được hành vi của mình khi đang đánh bạc, không bao giờ cảm thấy khát máu với những thứ đỏ đen. Có như vậy, cháu mới có thể điều khiển được chiếu bạc theo những gì cháu muốn đây là bài học đầu tiên mà cháu được thực tế để cháu biết thế nào là đánh bạc ở mình mọi ngành nghề kinh doanh đều có rủi ro đánh bạc cũng vậy cái gì cũng có rủi ro nhưng với cờ bạc đấy là bản chất của người châu á rồi rất máu đỏ đen để đánh vào tâm lý đấy cháu cần phải hiểu tâm lý được người đánh bạc làm được cháu sẽ thành công hôm nay là bài học đầu tiên của cháu về đánh bạc để cháu tham khảo thôi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều về số tiền đã mất. Không quan trọng đâu. Từ lần sau, cháu sẽ theo thằng Dũng để nó hướng dẫn cháu nhiều cách thức thực hiện. Dũng bây giờ cũng chỉ đang học việc thôi. Chưa đủ tầm để cầm cái trong một chiếu bạc. Nhưng chú hy vọng cháu sẽ thành công. Hãy coi đánh bạc là một nghệ thuật sắp đặt, chứ không phải là một canh bạc đỏ đen. Kiên nghe xong cường nói cũng đã dần ngộ nhận ra vấn đề rồi. Lúc này cảm giác nhìn thấy đồng tiền trong Kiên hoàn toàn khác biệt kiên đã thay đổi chính mình để hiểu thế nào là đồng tiền nhưng có lẽ kiên không hiểu vì sao cường lại nói với kiên như vậy có một điều bí mật mà kiên không hề biết và chính các bạn đang nghe cũng không thể biết bí mật đó sẽ được khám phá trong những phần tiếp theo lần này kiên đã bắt đầu trở thành một con cờ trong một canh bạc canh bạc cuộc đời sau khi đã hiểu được công việc mà mình đang làm cho cường kiên dần dần hiểu công việc chính của mình là làm ở những sòng bạc của cường do vậy sau mỗi thời gian học hành kiên đều đến làm cho sòng bạc của cường vào buổi tối đúng là chỉ có nhìn và cảm nhận được trong mỗi sòng bạc là cả một xã hội thu nhỏ những con người lọc lửa và những mưu toan những tính toán mưu mô riêng cho chính mình nhưng trên hết đấy là những sự khát máu về tiền do vậy trong một thời gian ngắn với bản chất thông minh của mình kiên đã tìm hiểu khá kỹ những phương thức tổ chức sòng bạc cách thức tổ chức tinh vi và luôn có sự thay đổi cho chính nó mỗi một sòng bạc đều có rất nhiều các vệ tinh từ trong ra ngoài một sòng bạc cỡ lớn của cường có ba lớp an ninh gọi là lớp an ninh thì hơi quá nhưng thực chất đấy là các lớp chim lợn ngôn ngữ tạm dùng cho những người làm ở nhiệm vụ này lớp ngoài bảo vệ gồm các bà bán nước trà đá xe ôm Lớp bảo vệ này thường để cảnh giới cho những ánh mắt của công an chính quyền muốn triệt phá các ổ nhóm sòng bạc. Họ có nhiệm vụ thông báo những động tĩnh bất thường, những người lạ lảng vàng để xem xét khu vực đánh bạc. Lực lượng này cảnh giới rất có hiệu quả ở vào ngoài, gần như những gì động tĩnh đều được thông báo cho lớp trong để cảnh giới và đối phó. Do vậy, để phát hiện ra lực lượng này rất khó. Họ hòa vào tầng lớp lao động, không có chứng cứ, không có gì để chứng minh họ là người của Cường. Mọi giao dịch của nhóm này đều thông qua các ong ve của Cường. Do vậy lợi ích của họ gắn liền với những thông tin. Lực lượng ong ve này sẵn sàng có thể dùng đủ các biện pháp từ đơn giản đến mạnh để có thể loại bỏ được những người dám phản lại chúng. Chính vì thế gần như không có chuyện lớp an ninh này khai và thông báo cho các cơ quan khác về những hoạt động của sòng bạc. Lớp an ninh thứ hai của Cường là lớp sử dụng các dạng chim mồi ở cận nơi có sòng bạc thực hiện. Lực lượng này có chức năng cảnh giới những thông tin mà những người bên ngoài thông báo về. Ngoài ra còn cảnh giới những người vào đánh bạc có vẻ khả nghi, chính lực lượng này kiểm tra cẩn thận những người được giới thiệu và những con bạc quen, những người đánh bạc do mối quan hệ với Cường. Lực lượng này chủ yếu là dân xã hội đen, bản chất liều lĩnh và danh ma. Nhưng chúng luôn có vẻ mặt lịch sự, không gây sự sợ hãi cho người đánh bạc. Tuy nhiên khi có việc cần, họ sẵn sàng hy sinh những gì thuộc về bản chất để bảo vệ dòng bạc khi có xung đột. Ngoài ra họ kiểm soát những người bước chân vào khu vực đánh bạc để tránh sự gây rối của các chủ dòng bạc khác khi có xung đột hoặc nhằm phát hiện ra các chim lợn của các chủ sòng khác cạnh tranh với sòng bạc của cường nếu phát hiện có thể sẽ xử lý theo nhiều hình thức khác nhau chính vì thế lực lượng này quan trọng nhất để sàng lọc những người đánh bạc lực lượng an ninh cuối của cường là nằm ở trong sòng bạc lực lượng này để áp chế những con bạc có ý định gây gổ phá khi đánh bạc đồng thời lực lượng sẽ tổ chức thoát cho những con bạc nếu chính quyền và công an khám phá Do vậy, riêng lực lượng này chủ yếu là những người thân tín của Cường, những đàn em sống chết với Cường. Và đặc biệt hơn là lực lượng thám thính chính những nơi tổ chức đánh bạc, phương thức bố trí thoát hiểm, phương thức rút và bố trí lực lượng quản lý tiền, ngân khố cho khách đánh bạc. Một lực lượng không nhỏ khác góp phần cho Cường có vị thế hơn là chim lợn. Lực lượng này có chức năng ngụy trang như những người đánh bạc. Những người đó có thể tham gia vào sòng bạc của Cường, sòng bạc của đối thủ. Những thông tin về đối thủ tổ chức sòng bạc lực lượng này cùng với những chi hồi của cường làm thành những bức màn bí ẩn để tạo và ngụy trang cho cách thức lừa trong các dòng bạc của cường do vậy lực lượng này luôn được kiểm soát gắt gao vì cường đã bị dính nhiều do chính lực lượng chim lợn này phản lại cường có nhiều dòng bạc của cường bị phá cũng chính từ những thông tin của lực lượng này thông báo ra còn trung tâm kiếm tiền của cường là những tay cầm cái và hệ thống nghiên cứu tâm lý người đánh bạc trong mỗi chiếu bạc tay cầm cái của cường luôn là người hưởng lương cao nhất những tên này chính là tâm điểm kiếm tiền của cường với nhiều hình thức tinh vi ngụy trang cho việc cờ bạc của mình cường đã đào tạo được một số tay cầm cái khá chắc chắn cho mình để từ đó thông qua các biện pháp tinh vi trong đánh bạc để làm cho cân bạc đi hết từ thắng đến thua theo đúng mục đích của cường những tay cầm cái này luôn được chính đích thân cường lựa chọn cho từng chiếu bạc chỉ có thế cường mới có thể yên tâm để thực hiện công việc của mình Ngoài ra, những chân gỗ của Cường có nhiệm vụ xem tâm lý các con bạc ở các chiếu bạc khác nhau. Chúng còn có chức năng nghiên cứu thị trường cho Cường. Bởi đơn giản cờ bạc chính là tâm lý của mỗi con người về đỏ đen thắng thua. Những chân gỗ của Cường tỏa đi khắp nơi dò la tin tức, tìm kiếm thông tin về những người có thể trở thành những con bạc tiềm năng. Lương của chân gỗ khá cao. Nhiều lúc tìm được các mua đánh bạc, chúng còn được hưởng phần trăm khá lớn theo lợi nhuận từ việc thua bạc. Chúng cần bơm vá, tạo những niềm tin cho con bạc để có thể tiếp tục đánh bạc cái chính là chúng phải có mắt nhìn tiềm năng con bạc chủ yếu chúng lần là ở các quán nước vỉa hè để tìm hiểu các gia đình có tiền các doanh nhân doanh nghiệp có tiền để có thể đi đánh bạc dũng bạn cổ kiên là một trường hợp như vậy dũng thực chất là một dạng chân gỗ chuyên đi tìm người và những người thay thế cho những người không làm nữa và cuối cùng là các nơi tổ chức dòng bạc của cường cường khá hiểu địa bàn những địa điểm đánh bạc của cường thường thay đổi liên tục riêng vật này cường không để ai làm thay hắn tự cường nghiên cứu từng nơi đặt trong bạc những nơi đặt trong bạc của cường thường có rất nhiều lối thoát để đảm bảo tính an toàn cho những con bạc địa điểm khá đa dạng từ những nơi ở trong thành phố nam định đến những nơi ở các huyện ở trong tỉnh có lúc vị trí của cường đặt ngay trên dòng sông và một điều mà cường luôn chú ý đó chính là quan hệ với chính quyền cường luôn đặt điều này lên trên tất cả những gì mà cường làm chính cường cũng phải công nhận điều đó mọi quyền lợi đều có hai mặt nếu không biết gắn quyền lợi của cường với những quan chức địa phương thì sẽ không bao giờ có được sự an toàn cho chính mình vì thế các cấp các ngành có liên quan cường quan hệ khá rộng để đạt được mục đích của mình cường cũng không tiếc tiền để đầu tư các mối quan hệ đó chính vì thế từ khi bắt đầu cường hoạt động sòng bạc luôn có một đội quân do cường chỉ đạo để thực hiện việc quan hệ của mình với chính quyền một điều mà cường hơn những chùm xã hội đen lập sòng bạc ở nam định là tất cả đều là quyền lợi được chia sẻ để có thể thành công kiên đã hiểu khá rõ về những vấn đề hoạt động của cường lúc này con người kiên đã biết đổi bản chất trong kiên một phần nào đấy tiền đã chi phối lý trí của kiên kiên bắt đầu tôn sùng những suy nghĩ những hành động của cường và phục tùng cường một cách trọn vẹn bề ngoài ở địa phương kiên luôn là một người con hiếu thảo kiên lo lắng cho hai em ăn học và gia đình lúc nào cũng chu toàn còn ở trường kiên luôn là một học sinh xuất sắc về môn toán Chính điều đó đã qua mặt tất cả những người để ý đến Kiên, một vỏ bọc hoàn hảo trong một con người, mà sau này trở thành một trùm tội phạm nguy hiểm bậc nhất Việt Nam. Và rồi đến một ngày, một sự việc đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời Kiên. Nó xảy ra khi Kiên vừa tròn 18 tuổi. Lúc đó Kiên đang chuẩn bị thi đại học. Sau sự việc này, Kiên đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Một bước ngoặt để làm tiền đề cho một sự thay đổi đáng sợ trong con người của Kiên. Sau gần 3 năm làm việc với Cường, Kiên đã đúc kết khá nhiều kinh nghiệm trong cách tổ chức dòng bạc, cách thức tuyển lựa người thực hiện các công việc có liên quan ở từng phần. Với bản chất thông minh và chịu học hỏi, từ một người chỉ biết đến học thì Kiên đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Khác rất nhiều so với con người Kiên 3 năm về trước. Trưởng thành, mạnh mẽ. Và điều thay đổi lớn là Kiên hiểu giá trị của đồng tiền trong cuộc sống hiện tại. Một bánh lực vô hình nhằm thỏa mãn những ham muốn của con người tiền làm thay đổi mọi thứ từ con người vật chất và ý thức hệ ngay cả những người mà kiên quen biết và chứng kiến khi từ bắt đầu lao vào con đường cờ bạc đến lúc phải rời khỏi chiếu bạc nhưng kiên vẫn chưa có thể làm được gì trong những chiếu bạc của cường còn dũng giờ nó đã trở thành một tay cầm cái trong một chiếu bạc của cường nó toàn quyền được quyết định sự việc này trong phạm vi quyền hãn của nó lợi nhuận nó mang lại cho cường khá lớn nhưng cường cũng rất rộng lượng những lợi nhuận đó cường được cắt lại cho dũng sòng phẳng để tạo cho dũng một động lực phục vụ nhưng cái gì cũng có sự sinh tồn và đấu tranh để sinh tồn các sòng bạc của cường cũng vậy chúng gặp những đối thủ cạnh tranh một cách khốc liệt như chính thương trường kinh doanh và một sự việc đã xảy ra với kiên nó đã làm thay đổi những gì kiên nghĩ về cách kiếm tiền bằng đánh bạc chiều hôm đó buổi chiều tháng 6 đáng nhớ mà có lẽ sau cái buổi chiều đấy sẽ không bao giờ có thể làm kiên nguôi ngoai được nó in đậm vào trong ký ức của kiên như một bài học đầu đời về sự sinh tồn của cuộc sống hôm đó kiên và dũng cùng đang đi về nơi mà sẽ chuẩn bị tổ chức một sòng bạc nằm trên địa bàn huyện ý yên ý yên là quê vợ của cường sau khi cường lựa chọn một địa điểm mà hắn đã thống nhất bố trí khá hợp lý mọi việc đều ổn như những gì đã định một nguyên tắc mà cường luôn thực hiện là không bao giờ lộ diện luôn đứng phía sau để điều khiển luôn để các tay cái làm chủ sau đó mang lợi nhuận về cho mình hắn phòng khi bất trắc xảy ra sẽ hoàn toàn vô can lúc đấy hắn chỉ có nhiệm vụ chạy trọt cho các đàn em nếu sòng bạc có biến đấy là cách làm thông thường quen thuộc của cường buổi tối sau khi các con bạc đều đến để đánh bạc như đã định sòng bạc lần này cường đặt địa điểm trên một con thuyền chạy trên sông cách thức này phù hợp với những gì mà hắn đang nghiên cứu ở địa bàn y yên nội bất dấp ngoại bất nhập các con bạc được tập trung ở một nơi nhất định và được đưa nhỏ lẻ theo những con thuyền nhỏ để đến chỗ đánh bạc chúng không tập trung tránh sự quan sát xung quanh sau khi những con bạc đã tập trung đầy đủ ở con thuyền đó thì tất cả cùng xuống phía dưới một sòng bạc cơ động được lập ra ở đây những con bạc đều không phải mang tiền chúng được quy đổi thành những đơn vị đánh bạc mặc định có giá trị từ thấp đến cao tiền để, để quy đổi những con bạc đó được đổi tại một nơi thu ngân có uy tín do vậy để tránh phát hiện cũng như bị lộ khi các cơ quan công an vào bắt dòng bạc thì rất khó lọt qua được ba vòng an ninh của cường và điều quan trọng khi vượt qua ba vòng an ninh thì bằng chứng vật chứng để bắt cường rất khó do chính mỗi sòng bạc cường đều không lộ mặt lần này dũng là người lộ mặt cầm cái ở sòng bạc định mệnh này quang cảnh trên sòng bạc di động vẫn thế ồn ào và xô bồ tiếng người tiếng cãi nhau âm mỹ cả con thuyền dũng đi ra đi lại để kiểm tra động tĩnh của các con bạc còn kiên vẫn như mọi khi kiên làm phụ giúp cho Dũng ở sòng bạc này. Nhìn qua nhìn lại, gương mặt đánh bạc hầu như toàn quen thuộc. Có một vài gương mặt lạ, nhưng đều có sự giới thiệu tất cả, cho nên rất khó đoán. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên xung quanh con thầu. Từ xa, có tiếng ruồng cao tốc ầm ầm phi tới. Tiếng người chạy huỳnh huỵch, tiếng loa phát thanh ầm mỹ. Mọi người trong canh bạc hoàng loạn và chạy tán loạn. Có người nhảy cả xuống sông để bơi vào bờ. Có người chen lẫn nhau để xem có sự vụ gì xảy ra toàn bộ xung quanh con tàu đánh bạc toàn xuông của công an tỉnh nam định bóng dáng công an lên kín tàu loa phát thanh kêu gọi mọi người tránh làm ầm mỹ để lực lượng chức năng kiểm tra lúc này dũng trấn tĩnh yêu cầu anh em tất cả bình tĩnh không manh động mọi người chưa kịp phi tang những gì trên tròng bạc toàn bộ hiện trường để nguyên còn kiên lúc đấy mày sao lại đang đi một cái xuồng vào bờ để mua đổi một số thứ cho dũng khi bắt đầu lên bờ đê thì từ xa kiên đã nhìn thấy những gì đang diễn ra ở chỗ này Lúc này Kiên hy vọng Dũng không bị làm sao. Cảm giác lo lắng của Kiên hiện rõ trên khuôn mặt. Kiên cảm thấy sợ điều gì đó sẽ đến. Kiên chợt nghĩ đến Cường, vội vã cất một số đồ đạc. Kiên phóng thẳng đến nhà Cường để báo tin. Đến nhà Cường, gõ cửa. Không thấy Cường có nhà, ruột gan Kiên như lửa đốt. Không hiểu tại sao giờ này Cường không có nhà. Có việc gì đó không ổn chăng? Kiên hình dung ra việc nếu Dũng bị bắt, điều chắc chắn là Cường sẽ không bao giờ nhận tội cho Dũng cả. Hoàn toàn đều cho Dũng đại diện hết ngay cả trường hợp bất đắc dĩ dũng khai ra cường thì cũng không đủ bằng chứng để chứng minh cường bị bắt vì liên đới điều đó rất hiếm đó là quy luật khi bất kỳ một ai cầm cái một sòng bạc mà khai ra cường thường thì nhận được hậu quả khá bi đát những ngón đòn trả thù của cường thường rất dã dạ man chủ yếu cường nhằm vào người thân và gây áp lực cho những người thân của họ như vậy thông thường khi bị bắt hầu hết những người đại diện đó thường nhận tội hết cho cường còn cường sẽ chịu trách nhiệm lo lót việc chạy trọt cho người đó ra sớm hoặc có cách chạy trọt ở vòng ngoài cho khỏi tội trong trường hợp bị tù vì tội đánh bạc những người thân ở nhà của họ đều được cường lo chu đáo cũng chính vì thế những người cầm cái chính luôn nhận thức được một điều tự nhận tội và không bao giờ khai ra cường nếu có biến xảy ra chính thế sẽ tự bảo toàn cho chính mình và những người thân trong gia đình của mình một cách đơn giản nhất lúc này dũng cũng không phải ngoại lệ hai hôm sau toàn bộ thông tin về công an tỉnh nam định phá một sòng bạc lớn ở trên sông do dũng cầm đầu đã được loan báo trên toàn tỉnh mọi tờ báo đều đưa tin có vẻ các đối thủ của cường hì hà về việc này chính vì dũng là tay sai đắc lực của cường nếu bắt dũng sẽ làm giảm thu nhập của những sòng bạc mà cường định mở tiếp theo đồng thời những người đánh bạc cũng bắt đầu cảm giác ái ngại khi đến những chiếu bạc của cường điều quan trọng trong giới cờ bạc uy tín của cường sẽ bị lung lay và mất niềm tin từ phía những con bạc. Một đoàn tâm lý đã được tính toán rất kỹ. Ai đã làm ra những sự việc này? Bị phát hiện ra do cơ quan điều tra phá. Không chắc. Kiên nghĩ không phải vì nguyên nhân đó. Cường quan hệ khá tốt đối với công an địa phương nên rất khó. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, công an tỉnh thực hiện. Do vậy khi đã ở tầm công an tỉnh thì nó đã lọt ra ngoài vòng kiểm soát của Cường ở địa phương. Cũng nhiều điều có thể để cho công an tỉnh tiếp xúc được với những luồng thông tin về các sòng bạc của Cường vậy có thể nguyên nhân duy nhất là từ chim lợn nào đó điều này là chắc chắn thông thường những vi vụ phá vỡ những dòng bạc này thường chỉ bị lộ thông tin bởi các chim lợn của đối phương để tung hỏa mù sau đó nhằm triệt hạ đối phương sẽ phím cho các cơ quan điều tra biết thông tin lần này mức độ thông tin đã lọt lên tầm cao hơn khó kiểm soát hơn với cường chính vì lẽ đó họ đã tính toán trước được những phương thức để bắt dòng bạc này đối với các hình thức dòng bạc thì những sòng bạc trên sông là rất khó bắt do tính độc lập khá cao hầu như để bắt và phá sòng bạc rất khó do không đủ bằng chứng ấy vậy mà khi có lực lượng an ninh đến thì ngay chính những con bạc cũng đã thấy một số con bạc không thấy trong danh sách chắc chắn là chim lợn kiên nghĩ như vậy vụ này theo thông tin mà kiên dò hỏi dũng bị khá nặng do sòng bạc này nằm trong chiến dịch bài trừ tệ nạn xã hội của nam định mấy ngày hôm sau kiên tìm mãi mà không thấy cường chắc chắn cường cũng đã biết sự việc này nhưng kiên muốn nghe những gì cường nói mấy anh em mà kiên biết đều đang hoang mang mọi trong bạc của cường gần như tạm dừng hoạt động sau sự việc vừa rồi tất cả đều đợi sự chỉ đạo của cường mà giờ đây cường lại không có mặt ở hải ninh sự mất tích bí ẩn của cường làm tất cả mọi người đều có cảm giác lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra gần một tuần sau cường mới có mặt ở nhà lúc này những đàn em thân tín của cường mới tụ họp tại nhà cường kiên cũng muốn đến nhà cường để nghe và nói những gì về vụ của dũng nhưng do kiên không đủ uy tín để tham gia buổi họp đó nên phải ở vòng ngoài kiên định bụng hôm sau sẽ đến nhà cường để làm rõ sự việc này vì dũng chính là người đã giúp đỡ kiên rất nhiều và quan trọng hơn hay hết dũng là người bạn thân duy nhất của kiên trong những năm tháng mà kiên làm việc ở sòng bạc của cường trong suy nghĩ kiên không nghĩ cường không có cách giải quyết kiên tin ở điều đó với cường vì rất nhiều anh em nhìn cường với đôi mắt kính phục đàn anh Chính vì lẽ đó mà Cường đã nhiều lần xa cơ thất thế, đều được các đàn em bảo vệ một cách tuyệt đối trung thành. Cũng vì tình người trong họ là tình nghĩa trọng anh em. Cái điều bất di bất dịch trong những người làm việc với Cường đó là sự phản bội. Điều đó không tồn tại, nếu không muốn nói là không có chỗ đứng ở đây. Đã có nhiều chim lợn đã bị xử lý một cách dã man để thị uy vì những thông tin đã tiết lộ ra ngoài. Đợi cho sự việc nguôi đi khoảng 2 tuần. Tối hôm đấy, Kiên mới đến nhà Cường để hỏi chuyện cường có nhà may quá kiên yên tâm một phần chắc chắn kiên sẽ biết được sự việc gì đã xảy ra với dũng chào chú cháu vào nhà đi cường ra mở cửa để kiên vào kiên bước vào phòng khách đợi cường lần này ở nhà cường chỉ có cường và mấy đàn em của cường đang nói chuyện bên trong biết ý cường bảo kiên đi lên phòng trên ở đấy câu chuyện của hai người chỉ có cường và kiên được biết cháu uống nước đi chắc đến chú hỏi chuyện về dũng hả vâng hôm đấy cháu vừa rời khỏi thuyền lên bờ thì dũng bị bắt cháu không còn cách nào để cứu nó cả. Đợi đến lúc này, cháu mới đến hỏi chú được. Dũng liệu có sao không? Có chuyện gì không? Công việc của cháu sắp tới thế nào ạ? Cường im lặng uống nước. Sau một hồi, Cường mới nói cho Kiên biết. Dũng bị bắt bởi dòng bạc của nó, bị một chim lợn nói ra cho công an tỉnh biết. Sau đó, để làm theo đúng kế hoạch, nên Dũng bị bắt và khó thoát tội. Chắc phải từ 7 năm tù trở lên. Lúc này, chạy tội cho Dũng là dại, vì như vậy sẽ bị lộ, tốt nhất là để dũng bị kê đán đã sau đó chạy sau lúc ấy an toàn hơn chính vì thế mà chú không lộ diện sau khi dũng bị bắt chú biết đối thủ nào đã triệt hạ vụ chú vụ này nó khá mạnh và không phải dạng vừa với mình nhiều lúc nó còn mạnh hơn về quan hệ nên với vụ này chú hơi chủ quan à, chắc phải thay đổi lại cách hoạt động một chút còn chú cũng định nói với cháu một việc cháu chơi thân với dũng và cũng đã có thời gian làm cho chú khá lâu rồi chắc cháu cũng đã nắm mắt được cơ bản Lúc này cháu đã đủ tự tin để cầm cái một dòng bạc chưa? Dũng đã bị bắt, như vậy phải có người thay thế. Mà người hợp lý nhất đấy là cháu. Những mối quan hệ của nó, những cách thức đàn em của nó cháu đều biết. Nếu cần, chú sẽ cho triệu tập bọn này đến và nói rõ cho chúng biết ai là người thay thế Dũng. Tất nhiên quyền quyết định là ở cháu. Cháu cứ suy nghĩ, vì chú biết cháu rất là ham học và học rất giỏi. Sắp tới cháu lại đi thi đại học nữa. Nên nếu nhận lời chú, thì việc thi đại học sẽ khó đấy chắc phải để dịp khác nhưng có một điều mà chú muốn nói với cháu có lẽ trong những thằng làn em của chú chú quý cháu nhất không phải bây giờ nịnh cháu cho cháu nhận lời mà đấy là sự thật thường người ta nghĩ cánh giang hồ toàn thằng thất học toàn thằng chỉ biết đến cờ bạc đâm thuê chém mướn nhưng với cháu cháu lại khác cháu có trình độ học vấn có ý thức hợp nhưng phải lựa chọn một trong hai sự việc ai cũng chính vì lẽ đó chú suy nghĩ rất nhiều mới không cho cháu cầm cái mặc dù lúc này cháu đủ khả năng làm một phần chú tiếc cho những gì mà cháu học được. Lúc này Kiên mới biết trong sâu thẳm của Cường cũng có một chút con người. Sống trong môi trường như vậy, đâu phải ai cũng hiểu cái tình người trong giới giang hồ. Họ sống với nhau bằng chính những gì mà họ có thực chất, không lừa lọc, không hòa mỹ, không giả dối, nhưng thẳng thắn. Chính vì lẽ đó, cái mặt trái của xã hội này nó vẫn tồn tại ngấm ngầm với mặt trái của một xã hội được sống bằng pháp luật. Sau một hồi suy nghĩ, Kiên trả lời luôn với Cường. Cháu đồng ý với đề nghị của chú. Vậy là... Kiên đã bắt đầu đồng ý với lời đề nghị của Cường. Kiên bắt đầu chính thức có một chỗ đứng trong tập đoàn cờ bạc của Cường. Nhưng để dần đi lên, Kiên sẽ phải làm thế nào? Liệu Kiên nhận làm việc cho Cường và việc học hành của Kiên sẽ ra sao? Trả lời dứt khoát với Cường về việc mình đồng ý và chấp thuận những gì mà Cường đề nghị. Cường nheo mắt nhìn Kiên với một ánh mắt thăm dò, sau đó hỏi: chắc chắn không cháu. Điều này không nói đùa được đâu, và lại cháu còn đang học đại học. Đó mới là quan trọng. Nếu cháu lựa chọn lời đề nghị của chú, thì việc học đại học sẽ phải tạm gác lại đấy, chứ không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Vâng, cháu đồng ý với đề nghị của chú. Nhưng chú để cháu nói mấy lời với những gì mà cháu định nói với chú từ khi dũng bị bắt. Theo cháu nghĩ thì việc những dòng bạc của chú lúc này đang yếu thế hơn so với các dòng bạc khác và luôn nằm trong tình trạng phải cạnh tranh với nhiều lý do đấy là không được cập nhật các thông tin mới về cách nhận thức quản lý dòng bạc ngoài ra công việc làm thường theo lối mòn không có chiến lược cụ thể nhất là những người cầm cái và cầm trịch cho sòng bạc thường kiến thức rất ít có thể chú không để ý nhưng cháu nghĩ điều đó nên thay đổi phải có học quan trọng trong cờ bạc là những người chiến thắng về lý trí người có học và người có tính toán luôn chiến thắng chứ việc sử dụng các chiêu bài này hay chiêu bài khác cũng chỉ được một thời gian mà thôi thằng nào nghĩ ra chiêu này sẽ có thằng khác áp chế nó ngay cả việc sử dụng các món chiêu ở sóc đĩa chẳng hạn sử dụng cách thức tiếp cận con bạc để đón tâm lý cũng đã lạc hậu các con bạc bây giờ có nhiều người tâm lý rất ổn khả năng được thuê đánh bạc để triệt hạ đối phương chứ không đơn thuần chỉ để đánh bạc sát phạt đỏ đen đâu có những con bạc còn cung cấp thông tin của mình để cho các dòng bạc khác như vậy mình rất khó kiểm soát những sự việc này không chịu cập nhật thì những thông tin phục vụ cho công việc của mình sẽ rất khó ngoài ra cách thức quan hệ của chú cũng nên mở rộng ra một chút không chỉ bó hẹp với quanh quẩn mấy huyện quanh hải hậu mà còn nên vươn xa để có thể có tiếng nói với những dòng bạc khác chính điều đó cháu được biết khi chứng kiến việc dũng bị bắt lúc đấy ngồi lê vỉa hè những thông tin chim lợn nó cập nhật từng ngày mà bây giờ chú cũng nên áp dụng công nghệ vào đánh bạc chứ không nên chỉ đơn thuần sử dụng những biện pháp cổ điển nữa tiếp nữa việc chú chỉ trung chi cho các dòng bạc theo kiểu chia phần chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn mà thôi lúc đó không lấy phần thì họ sẽ lật lại chú như vậy phần thiệt hại sẽ thuộc về chú. Nên chẳng biến đổi cách trung tri bằng cách cho họ có được quyền lợi lâu dài ở dòng bạc, như thế quyền lực gắn liền xương máu và ràng buộc bởi pháp luật, có thế thì họ mới giúp sức bảo vệ mình khi cốt chuyện. Chứ theo cho biết, hiện tại chú chỉ cắt phần từng canh bạc theo tỷ lệ nộp hàng tháng. Điều đó có lợi và nhanh gọn, dễ quản lý, nhưng điều hại và nguy hiểm nhất là tính an toàn không cao. Còn một việc nữa là việc mở rộng sòng bạc. Mở rộng các đối tượng đánh bạc của chú còn hơi yếu, không chỉ dừng ở mức mấy địa phương quanh đây mà phải mở rộng xa hơn nhưng có một đối tượng mà chú đang lãng quên đó chính là quan chức chính quyền chính họ mới có đủ khả năng để có thể đánh bạc và làm những con bạc giá trị cho sòng bạc nhưng để cho họ bước chân vào sòng bạc chú phải có cách tiếp cận từ các kênh thông tin khác đấy là những cái con người có địa vị và có học hành như vậy cách nói chuyện giao tiếp sẽ thuận lợi hơn nhiều như chú thấy một sòng bạc mà có những con bạc toàn dân buôn bán xã hội so với một sòng bạc toàn quan chức chính quyền và những thương nhân có tiếng nói trong xã hội thì ai hơn ai chắc chú rõ hơn cháu chính họ là những con bạc tiềm năng nhất và an toàn nhất nhưng để học đánh bạc thì phải dùng những cách thức có học chứ không thể hộ báo được chú đang yếu phần đấy trong khi các đối thủ của chú thì đang đầu tư nhiều vào quan hệ để tồn tại việc đánh bạc an toàn hơn ngoài ra tiền đánh bạc chú không tái đầu tư hoặc làm những việc khác thì sẽ bị co cụm ở mức cho vay nặng lãi cũng khó có thể hoạt động và cầm chừng lâu dài được chúng quý chú phải có một chiến lược để tái đầu tư các khoản tiền thu được từ đánh bạc nhằm giảm bớt những phụ thuộc về tiền ở sòng bạc nếu khi nào chú ngửi thấy mùi co biến có thể chú tạm dừng đánh bạc một thời gian nhưng điều đó không làm chú thấy ngại mà mình phải sống bằng nguồn khác phải mở nhiều hướng để quản lý khi đất nước đang vào ngưỡng phát triển xã hội có nhiều cách cần phải mở ra như sòng bạc nhà hàng khách sạn giải trí trong khi chú chỉ dừng ở mấy mức sòng bạc cho vay thì sớm muộn gì cũng bị khó khăn nhưng trên hết mọi việc phải có học mà việc học để lấy kiến thức cho những công việc vừa rồi còn giá trị gấp nhiều lần việc chú tìm được những đàn em thân cận sống chết với chú cuối cùng chết là hết nó không thể mang lại lợi nhuận khi đã chết cường ngồi lặng im nghe kia nói những điều đấy cường ngạc nhiên và suy nghĩ đúng đúng quá bao lâu nay cường chỉ quanh quẩn trong những phạm vi bó hẹp của một số vùng miền để bước chân ra khỏi đó là một điều mà cường đáng phải suy nghĩ Nhất là bây giờ có nhiều đối thủ đang cạnh tranh với Cường. Chúng làm nhiều trò để các đối thủ luôn bị hại. Còn chính quyền thì quan chức thay đổi chức vụ thường xuyên. Mỗi lần như vậy, những kênh thông tin của Cường thường hay bị gián đoạn. Do đó cũng dễ ảnh hưởng tới những dòng bạc của hắn. Cả nghe Kiên nói, Cường càng giật mình. Có gì đó mà Cường chưa hiểu hết về Kiên, con người Kiên. Trong Kiên, tiềm năng một con người có thể vươn tới những vị thế lớn trong giới mà Cường đang thực hiện. Nhìn đánh mắt của Kiên, cường đoán ra phần nào với lứa tuổi của kiên không phải ai cũng nghĩ ra được những điều đó nhất là góp ý trực tiếp với cường đàn em của cường chỉ suốt ngày lo chém giết rồi trả thù ân oán khi có vụ việc mà chúng không hiểu rằng phải cư xử theo kiểu khác kiều có học phải dùng cái đầu để thực hiện những công việc đang làm dùng đào toa búa lớn liệu có giải quyết được sự việc không nuôi nhiều ong ve chém giết thì những đối thủ của cường cũng không thiếu khi xảy ra sự vụ thì phải có đổ máu như vậy là một lần nữa cường phải lo toan đúng sao cường không nghĩ ra nhỉ phải học phải có những kiến thức của xã hội để phục vụ trong công việc này nếu chỉ là theo biện pháp thông thường sẽ không bao giờ có thể khá lên được tiền có thể mua tất cả nhưng có những thứ không thể mà phải mua bằng thời gian và con người sao cường không nhận ra điều này sớm hơn càng nhìn kiên cường càng cảm thấy hiểu ra nhiều điều và chính như kiên cường mới hiểu cờ bạc cũng cần có học theo đúng nghĩa của nó chứ không chỉ là những quân bài nằm trong những cái đầu u tối vậy mình nên đang suy nghĩ và nhìn kiên kiên nói tiếp chính vì những điều đó cháu muốn đề nghị với chú cho cháu học đại học xong bốn năm thôi lúc đấy cháu sẽ về giúp chú học hành sẽ giúp con người hiểu giá trị hơn trong cách kiếm tiền về cờ bạc nhưng để làm điều đó còn gia đình cháu em cháu và mẹ cháu nữa cháu phải lo lắng cho gia đình lúc đấy chú giúp cháu sau khi cháu học xong cháu sẽ nhận lời làm cho chú đến lúc này cường đã hiểu và nhìn kiên với con mắt khác từ lâu cường chỉ coi kiên là một đứa bé bình thường một đứa trẻ chỉ đi làm việc để lấy tiền phụ giúp gia đình nhưng những gì kiên nói đã làm thay đổi nhận thức của cường về kiên có điều gì đó tiềm ẩn trong kiên như một ẩn số sau cường không sớm nghĩ ra điều này phải có sự thay đổi trong cách vận hành cỗ máy đánh bạc của mình để thích ứng với thời cuộc cường đồng ý với những gì kiên nói cường hoàn toàn có cơ sở để hiểu điều ấy đúng một hình thức đánh bạc có học đánh bạc là một môn học có chọn lọc sau khi thống nhất với kiên Kiên yên tâm đi về và chuẩn bị cho những gì tương lai đang đón đợi Kiên. Có nhiều điều ở phía trước mà Kiên phải vượt qua để có thể hoàn thành những gì đang ấp ủ. Sau đó, Kiên chuẩn bị thi đại học. Đỗ vào khoa toán trường đại học tổng hợp Hà Nội một cách xuất sắc. Với 4 năm trong trường đại học đối với Kiên quá ngắn để hiểu cuộc sống, Kiên luôn cố gắng học, nghiên cứu những gì có liên quan đến nghệ thuật đánh bạc. Lúc này Kiên mới biết nghệ thuật đánh bạc có nhiều như thế nào các trung tâm cờ bạc ở Macao, Hồng Kông, Mỹ, sự hình thành các trung tâm cờ bạc, các hình thức cờ bạc ra sao và điều quan trọng là đánh bạc thế nào để biến đấy thành một nghệ thuật. Biết gắn liền nghệ thuật đánh bạc vào ý thức của mỗi con bạc. Càng ngày những nghiên cứu của Kiên về cờ bạc càng làm Kiên ham mê. Bởi vậy gần như trong 4 năm học ở đại học, Kiên hầu như không có nhiều bạn bè. Hết giờ học, Kiên thường vào thư viện nghiên cứu hoặc nghiên cứu sưu tầm tìm hiểu những gì liên quan đến cờ bạc nó làm cho kiên có một ham mê khó có thể dứt ra được trong kiên luôn hiện ra hình ảnh một ngày nào đó kiên sẽ thống trị để có thể đến những trung tâm cờ bạc ở thế giới và họ sẽ phải kính nể tuy không nhiều bạn bè nhưng kiên học rất giỏi và luôn đạt điểm xuất sắc trong những kỳ kiểm tra chả thế mà các thầy cô giáo ở trường đại học tổng hợp luôn quý kiên về cái sự học của kiên kiên bắt đầu biết ẩn mình để che đậy những tính toán những tham vọng về cờ bạc của mình những tài liệu đó Kiên mày mò tìm kiếm khắp nơi. Những năm học đó, Kiên càng ngày càng trở nên nam tính. Kiên được thừa hưởng những gì mà bố Kiên để lại. Có một khuôn mặt dễ nhìn, cao, trắng trèo, ánh mắt xa xăm. Rất nhiều phụ nữ, bạn gái ở trong trường để ý đến Kiên. Nhưng Kiên luôn đặt mục tiêu cho mình từ đầu. Không bao giờ coi chuyện đó để ảnh hưởng đến tham vọng của mình sau này. Thì thoảng, khi muốn lần được nghỉ về quê, Kiên đều đến chỗ Cường, trao đổi những thông tin hiểu biết của mình về những gì đã đọc và nghiên cứu Điều đó càng làm cho Cường hy vọng về Kiên hơn, càng làm cho Cường có một động lực để gây dựng một mạng lưới. Đợi một ngày nào đó, Kiên sẽ mở màn cho những gì mà Cường hy vọng. Gần cuối năm học đại học, Kiên phải tạm dừng việc của mình để tập trung tốt nghiệp đại học. Lúc này có một việc làm Kiên phải bận lòng. Một việc mà sau này Kiên hiểu ra vấn đề. Cờ bạc phải có đàn bà, thiếu một vế nào sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được. Và điều đó đã đến với Kiên, mà Kiên không thể làm gì để thay đổi nó, cũng chính nhờ vậy, Kiên mới hiểu ra một điều. Quyền lực luôn gắn liền với tiền và tội phạm. Chỉ có quyền lực mới có thể giúp cho những công việc sắp tới của Kiên. Nhưng sự việc đó là đến với Kiên hoàn toàn bất ngờ. Sau khi xem xét tình hình, Kiên vạch ra cho Cường cách thức để lấy lại những địa bàn của Cường đã bị mất. Tổng số đàn em của Cường bây giờ có khoảng gần 200 người, đủ các thành phần từ dân xã hội, kinh doanh, buôn bán. Điều đầu tiên Kiên nói với Cường là phải biết gắn liền quyền lợi các dòng bạc với chính quyền địa phương đó là tất yếu cường chấp nhận điều đó và một chiến dịch tìm lại quan hệ của cường bắt đầu lần này cường đã để kiên là tham mưu cho chính mình mọi quyết sách của cường đều hỏi kiên những quan chức địa phương cường đã có mối quan hệ đều được cường gõ cửa sau mặc cả thì những cổ phần lợi nhuận từ đấy đều được cường chi đúng theo từng thỏa thuận điều đó tạm thời làm thu nhập của cường giảm đi nhưng cũng giúp cường tồn tại an toàn hơn vì lúc này quyền lợi của những cơ quan bảo vệ luật pháp chính ở đấy. Kiên đã vận dụng khá kỹ câu nói của bố Kiên trước khi mất. Cái quan trọng là dùng pháp luật để gạt bỏ những gì chặn đường tiến bước của Kiên bằng chính pháp luật. Có những dòng bạc tỷ lệ ăn chia của Cường chỉ tương đương với 30% lợi nhuận. Kiên khuyên Cường lúc này không nên vì điều đó mà suy nghĩ. Anh nghe mỗi người một tí, giảm đi không sao, nhưng mà cái gì cũng phải an toàn. Đối với đám ông về chim lợn luôn theo dõi những hoạt động của Cường, Kiên bảo hạn chế cho sử dụng các biện pháp mạnh phải gắn liền quyền lợi của chúng vào việc bảo vệ thông tin cho mình. Với lợi nhuận từ những phần trăm còn lại trong một chiếu bạc, thì người đầu tiên có quyền lợi nhiều nhất là đám ong ve và chim lợn. Đám đấy chính là quan trọng. Mà thông tin bất lợi về Cường gần như giảm dần. Lâu đó, Cường đã biết thu hút những kẻ bán thông tin về với Cường. Các hẳn các biện pháp ngày xưa Cường thực hiện là dùng các biện pháp mạnh để giàn mặt, uy hiếp đối phương. Làm cách đó thì rất dễ bị pháp luật sờ gáy. Điều tối kỵ của đánh bạc ở Việt Nam là đừng bao giờ vi phạm pháp luật một cách công khai khi đấy khó có thể thực hiện các biện pháp cứu đỡ nhiều lúc lo phần sau còn phức tạp hơn gặp phải các đối thủ của cường chống lại nhiều lúc còn nguy cấp hơn thế mới biết quyền lực của đồng tiền giao súng nhiều khi không thể thay đổi lại niềm tin bằng chính quyền lực của đồng tiền sau một thời gian cường đã tạm yên tâm về những điều đó lúc ấy cường có tiếng nói hẳn và những thông tin về cường gần như không còn nó phần nào giúp cường hạn chế những ánh mắt soi mói hoạt động của mình từ các đối thủ một hình thức mới mà kiên khuyên cường thay đổi các dụng chân gỗ khi đã vào dòng bạc thì những con bạc luôn phải biết mình nằm ở vị trí nào một kế sách mới của kiên được vạch ra cho cường là dùng đàn bà để áp chế các mục đích mà cường muốn cường cho người đi tìm khua khoáng ở những nơi có thể sau một thời gian trong tay cường luôn có khoảng từ 10 đến 20 em khá trẻ đẹp cách thức này đánh vào tâm lý những người máu cờ bạc lúc đó những em này luôn đóng vai những người đi đánh bạc để tiếp cận những con bạc có tiềm năng điều này các đối thủ của cường gần như không sử dụng nhưng những em trên luôn mang trên mình những vật trang trí đắt tiền có thể đóng vai ở mọi vị trí và điều quan trọng là có thể ngủ với người đàn ông mà họ đã được cường lựa chọn họ thường là những phụ nữ rất xinh có duyên và nhiều cách làm đàn ông phải gục ngã đó là một nghệ thuật để moi thông tin hữu hiệu nhất khi những con bạc đã dính vào họ thì coi như là nằm trong sự điều khiển của cường lúc đó họ được lợi từ những đồng tiền bo của con bạc và từ những lợi nhuận do cường đưa lại nhưng đổi lại thì họ phải trung thành và luôn phục vụ những gì mà cường đề ra điều này quả thực có tác dụng lượng con bạc đến các sàn của cường ngày một đông không hẳn họ đến chỉ đánh bạc và đến để được nói chuyện làm anh hùng cho những phụ nữ đó cái sách này của kiên được cường tán phục nhất kiên cũng đã từng tìm hiểu cách thu hút khách của các sòng bạc ở ma và hồng kông điều này họ thực hiện một cách rất chuyên nghiệp cuối cùng kiên đề nghị với cường một đề nghị khá táo bạo phải đặt một mối quan hệ với một quan chức công an tỉnh để làm chỗ dựa điều này mang tính nhất quan trọng cho những quy vụ sau này điều này khá khó với cường vì cường không biết bắt đầu từ đâu nhưng hỏi kiên tại sao phải làm như vậy nếu mình bắt đầu từ huyện có được không kiên cười và nói với cường chú ạ à, nếu để triệt hạ một đối thủ thì theo chú cách nào an toàn nhất cho mình nên chăng phải vận dụng pháp luật vào đây để triệt hạ sẽ hay hơn còn những biện pháp đào to bố lớn thì cũng bình thường không giải quyết được đâu nhất là thời buổi bây giờ ai cũng có thể có những cái mình có vậy nếu bắt đầu từ những người cầm cân nảy mực thì sẽ như thế nào rất có thể mình chiến thắng một cách vẻ vang chú ạ có những điều xã hội không thể thực hiện được thì pháp luật lại rất hữu ích một khi chính quyền nắm trong tay mình thì sẽ có lợi cho mình rất nhiều lúc đấy mình muốn các đối thủ sống hay chết đều rất dễ nhưng phải có cách theo cháu chú nên tìm hiểu xem người nào có thể lực nhất ở đây thì mình sẽ lần mò đến không có việc gì là không thể vướng đến đâu mình gỡ đến đấy chú ạ nhưng nếu không đạt được mục tiêu này thì mình không thể làm được những việc khác cường khó nghĩ vì không quen ai không biết bắt đầu từ đâu kiên chợt nhớ ra một điều đó là chi chi là con gái của một lãnh đạo viện kiểm sát trung ương điều đó có lợi cho những mối quan hệ về phía công an tỉnh sao kiên không nghĩ ra kiên liền nói với cường những gì mình chuẩn bị thực hiện tuần sau kiên chuẩn bị lên hà nội để gặp chi vì một mục đích đã được tính toán trước và lúc này chi trở thành một con cờ trong tay kiên còn kiên đã biến mình thành một cỗ máy kiếm tiền và tình yêu trong kiên giờ lại trở thành một công cụ kiên bắt đầu suy nghĩ có nên lợi dụng mối quan hệ tình cảm của mình với chi để thực hiện những gì mình đang dự định không nó có quá tàn nhẫn không tình yêu hay sự lợi dụng cái nào có chốt đứng trong những suy nghĩ của kiên ngày mai kiên chuẩn bị lên hà nội để gặp chi từ khi rời khỏi trường đại học thì mỗi người một nơi chi được bố mình xin và làm ở viện kiểm sát tối cao từ đó thi thoảng khi có công việc phải ra hà nội kiên thường gặp chi để nói chuyện nhưng có một điều kiên vẫn luôn giữ trong tâm trí từ ban đầu kiên vẫn muốn giữ hình bóng chi trong trái tim của mình để dành những sự tôn trọng cho chi cũng vì lý do ấy mà từ khi cả hai yêu nhau kiên luôn gạt bỏ những ham muốn đời thường của đàn ông đối với chi mỗi lần ra hà nội là một kỷ niệm đẹp của kiên đối với chi có lần cả hai lang thang ở con phố hà nội để tận hưởng những giá trị của sự tự do cái đẹp và sự lãng mạn của tình yêu nhưng liệu những điều đó có làm kiên đánh đổi để lấy những toan tính của mình lúc này đêm đã về tiên nằm không ngủ được trước đó kiên đã điện thoại cho chi hẹn ngày mai lên hà nội chi mừng lắm có khi đêm nay chi cũng sẽ không ngủ để nghĩ về kiên tình yêu quả là đẹp trong đời người ai cũng vậy cũng có hình bóng của một người phụ nữ ở mối tình đầu tiên nó in đậm trong ký ức của mỗi người hơn là những giá trị về tiền bạc kiên không ngoại lệ Lần đầu tiên Kiên đã có cảm tình với Chi, nhưng với con người như Kiên, cái tình cảm đấy nó chưa thể vượt qua được những lợi ích của những việc mà Kiên chuẩn bị làm. Lần này lên Hà Nội, Kiên phải làm gì để có thể lợi dụng điều đó với Chi? Liệu Chi có đoán được điều gì chăng? Ánh mắt của Kiên có giấu được những cảm xúc của chính mình với Chi không? Kiên nằm mà băn khoăn nghĩ về điều đó, lúc này tự nhủ với bản thân, phải biết rằng mình đang muốn thay đổi cái nhìn của xã hội về những gì mình làm. Tình yêu chỉ là một trò chơi trong giai đoạn nhất định, rồi sau đó nó sẽ như phù du biến mất trong hư vô, chỉ để lại trong mỗi con người sự tích núi vô tật. Nó chẳng khác nào một đồng xu trong một chiếu bạc, có thể ngửa, có thể sấp để định đoạn một kết cục. Và chỉ chắc sẽ là một con cờ trong những suy nghĩ của Kiên. Nếu Kiên chiến thắng bản thân, Kiên sẽ không bao giờ có thể làm được những điều mà Kiên lựa chọn, phải chấp nhận hy sinh. Kiên nghĩ vậy. Đàn bà có thể sẽ có nhiều nhưng cơ hội thì chỉ có một. Xét cho cùng thì đàn bà cũng chỉ là một thú tiêu khiển của đàn ông trong một canh bạc. Một canh bạc định mệnh của cuộc đời. Và kết cục là ai cũng trắng tay để về với cất bụi. Núi tiếc cũng không thể làm gì được. Nghĩ thế, kiên tự an nổi cho những toan tính của mình bằng một động lực. Tiền và quyền lực. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 Người tù tù đặc biệt. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.